anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm clip Tara đi Tết nha anh em. Cái clip này là trận cuối mình lên cao thủ nè anh em. Trận cuối lên cao thủ cầm Tara đi cho ngầu luôn nha anh em ơi. Hôm nay mình solo đường top gặp anh cầm đường top rồi. Anh Omen nha anh em. Cái chất tướng thì nếu mà thật sự chơi mà chất tướng Tara gặp với Omen thì Tara cũng không lại Omen nha anh em. Nói chung là mình chơi không lại thì mình nhờ đồng đội thôi, chứ không có gì phải sợ. Tại vì chất tướng mỗi con nó có một cái điểm mạnh khác nhau anh em. Con Tara thì nó được cái trâu, còn con Omen thì nó rất thường, nó đánh càng đánh càng hăng nên nó sát thương nó rất là cao luôn. Ok, mình cứ câu kéo thôi. Nếu mà mình chơi không lại thì mình câu kéo để anh em mình lên quýnh thôi, đâu có gì đâu căng anh em. Nên là mình để chửi quá chửi anh em ơi, mình còn chửi nữa mình sẽ còn chết nha. Nếu như mình đánh không lại thì mình cứ thủ thôi, hoặc là mình cứ câu kéo hoặc là cấu máu của nó để cho team mình nó xíu nó lên là dễ chơi. Mình chơi không lại thì mình chơi đồng đội thôi. Đánh game này không nhất thiết là mình phải là đánh mà cân được 5 thằng, mình tự một chơi không lại thì mình nhờ đồng đội mình hai thằng đánh, hai thằng không lại thì ba thằng. Mình chơi hội đồng mà, chơi phải có tính đồng đội chứ mình đừng có cá nhân hóa quá. Mình có xanh cỡ nào đi nữa mình cũng không cân năm được đâu nha anh em ơi. Ok, trận này thì mới vô mình cũng có lợi thế hơn bạn Omen xíu à. Tại vì bạn Omen mình mới vô là bị hạ gục công đầu rồi. Ok, trận này mình sẽ cố gắng farm để mình xanh xanh lên rồi mình chơi chiến Omen nha anh em. Chứ thật sự rồi nhập nó nữa rồi. Sự là mình đánh mới vô chắc mình phải lên một cây đao tri hồn nữa mình mới đánh lại nó. Nhưng mà mới vô mình nếu mà lên đao tri hồn trước thì mình cái lượng máu mình sẽ thấp lắm nha anh em. Nên mình lên cái áo tròn ra trước. Ok, mình đã có mạng rồi nha anh em ơi. Giờ có thể là mình solo men lại đó anh em ơi. Đó, mình đánh không lại thì mình nhờ đồng đội mình thôi. Bây giờ mình xanh rồi thì cái gì cũng được hết anh em ơi. Xanh rồi thì nói gì cũng đúng hết. Ok, trận này mình gặp đối thủ mạnh quá nên mình không có đi gank cho anh em nhiều được. Mình cố gắng farm và thủ để mình đẩy cho được cái trụ đường top rồi mình mới đi gank cho anh em được nha anh em. Nếu mà cái lợi thế của mình từ đầu game mình cao á thì mình có thể đi gank hỗ trợ đường mid hoặc đường rồng ở phút mà trước thứ năm á. Từ lúc đó trụ còn giáp mình có thể đi hỗ trợ được. Ok, mình đã hạ được cái comment này nha anh em. Còn mà nếu mà mình bế tắc quá thì mình cứ thủ đường mình để cho anh em trên đó yên tâm là được, thấy không? Mình không nhất thiết là mình phải đi ép nó mà mình chơi không lại sao ép được, nên là mình cố gắng thủ thôi. Ok, phút thứ ba mình đã có 3-0, 2-0-2 rồi anh em ơi, thấy cũng khá là ok rồi. Đường rồng cũng đang rất căng thẳng nhưng mà thấy tỷ số quýnh cũng khá êm. Bạn mid mình chơi rất là tốt luôn nha anh em. Bạn mid đánh hỗ trợ team rất là tốt luôn, ganh đường rồng ganh đường top liên tục luôn anh em ơi. Mình cũng lên ganh anh em luôn. Tại chưa phút thứ 5 nên là trụ mình còn giáp á, trụ đường top còn rất là nhiều giáp. Ok, mình có mạng luôn anh em ơi. Trụ đường top còn giáp nên mình cứ thoải mái thôi, đi xíu không sao đâu. Bạn mid đi ganh này giùm mình nè. Chắc bạn Omen chắc bỏ mạng lại ngay đó nữa quá anh em ơi. Trận này là Omen không được chơi game rồi. Xui. Bạn Superman mình chơi cũng hay luôn đó. Bạn Superman mình cũng hay ganh đường tới đường top mình luôn. Nên là cũng khá ok luôn anh em ơi. Ok, mình gán đẩy cái trụ này để mình lấy lợi thế cho team và mình có thể đi đảo lane ganh cho dễ nha anh em. Đó, giờ mình chỉ cần đẩy đám lính này thôi là mình có thể đi ganh cho team mình ok. Mình giờ cũng khá là xanh rồi anh em ơi, 302-303 rồi. Giờ Omen thấy mình là chỉ có bỏ dép chạy thôi chứ không có lì như hồi nãy đâu. Tại chất tướng của Omen mới vô nó đánh cảm thấy ngon hơn mình á, kiểu như nó đam mà nó áp sát, nó đánh càng hăng lên cái nội tại nó nữa, nên là mình
nó thấy mình nó khoái lắm, nó mới vô nó cứ ngỡ là nó đánh ăn được mình, nhưng mình chỉ câu kéo để đem mình xuống thôi, chứ mình biết mình đánh không lại nó mà. Mình phải biết địch biết ta mới trăm trận trăm thắng được nha anh em. Kiểu như mình phải biết cái chất tướng của nó, chất tướng nó mạnh hơn mình thì mình phải cố gắng thủ thôi, còn chất tướng nó mà chất tướng nó yếu hơn mình thì mình vô super sôi liền, không cần nói nhiều, mình ép nó từ ngay giai đoạn đầu luôn. Còn nếu chất tướng nó quá mạnh hơn mình đi nữa thì mình cứ chờ thôi, đừng nóng quá mất khôn nha anh em. Chơi game này mình phải có một cái đầu lạnh. Ok, nhờ cái trụ mình mất rồi nên đường lính mình nó cũng tự lên khá là cao luôn anh em ơi. Mình cứ lâu lâu đi về mình đẩy thôi, rồi sau mình cứ lại đi lên mình phá âm thôi, mình ganh hỗ trợ anh em thôi. Thôi hai bạn mình không chơi đâu, mình đi qua mid mình chơi, lính mình cũng cao mà anh em, nên là mình thoải mái đứng đây đợi có gì ăn không, có mồi thơm không, không có thôi. Đó, mình lên được áo tròn ra rồi, mình lên tiếp cái cây đao tri hồn để mình giảm cái lượng hồi máu của mấy con tướng tem bạn lại ra đây. Con Valentino cũng có khả năng hồi phục khá tốt, rồi thêm moment nữa, nên là mình lấy cho con Arum nữa, nên lấy giảm khả năng hồi máu nữa. Cái phần trang bị mình đã để trong phần miêu tả nha anh em, trong phần đầu game đầu clip rồi nha anh em. Anh em có thể là tham khảo để mình chơi tốt hơn. Nếu mà thấy có cái trang bị nào hoặc là bản ngọc mà hay hoặc phù hợp hơn đối với cái con tướng này thì anh em có thể góp ý cho mình để mình biết mình chơi tốt hơn nha anh em. Ok, cái phần bản ngọc của con này thì mình lên ngọc đỏ 10 viên tốc đánh máu giáp, ngọc xanh máu hồi 10 viên máu hồi máu tốc chạy, ngọc tím là mình một tím 10 viên máu hồi máu tốc chạy, còn ngọc xanh này lên là 10 viên máu tối đa giảm hồi chiêu nha anh em. Bản ngọc này giống như là bản ngọc phổ thông và bản ngọc muôn đời cho con này. Mình thấy bản ngọc mà càng trâu thì cái con Tara mình chơi nó càng ok hơn nha anh em. Đừng có nên lên đam, mình cũng lên thử nhiều bản ngọc rồi, mình thấy lên đam đánh khá là thốn nhưng mà cái độ trâu nó không có, nên là cái khả năng mở combat phụ cho anh em nó rất là tệ luôn anh em ơi. Nên là mình thấy cái bản ngọc này vẫn là tối ưu nhất cho con này rồi. Ok, mình sẽ xuống đảo lên mình lụm luôn con Valentino nè anh em ơi. Valentino trận này phế luôn anh em ơi. Nó cũng chơi khá được thôi chứ nó không có đến nỗi là roll. Mấy con Valentino mà nó roll là nó có khả năng ban trụ giết người mà không mất máu luôn anh em ơi. Con này thì chắc chưa có đâu, kỹ năng chưa tới đâu anh em ơi. Chắc mình sẽ lên một cái thiên huyết truyền để mình giảm tốc đánh với tốc chạy của đối phương lại bớt. Còn hiện giờ nó lên đồn thủ công nó lại không có khống chế. Ok, lính mình đã cao rồi, mình đi đảo lên anh em ơi. Tính này cũng đâu được nha. Cứ chấp ăn luôn con quái đi. Ok, em đi con quái đi. Trận này Omen chắc cay cú mình lắm, thì mình không dám vô trụ sợ nó móc trụ trụ. Mình miếng nó hơi mà nó đâm cắm cho mình cây xào luôn, nên là mình đứng phía ngoài chứ đứng trong trụ là mình bể đầu với nó rồi. Mình cứ câu kéo thôi, tới công chuyện mày nữa rồi, chết mày rồi mơ. Tem mà có Superman biết chơi là hơi bị khó chịu luôn nha anh em. Superman là một con tướng mà rất là khó chịu luôn, phải nói là ranh cao thủ mà gặp Superman là mình rất là sợ luôn. DAD mà nhiều lúc không được chơi game, nổi liên tục là mình không được chơi game, chất tướng rất đáng sợ. Đối thủ nặng ký cho mấy con AD, nó ủi mà không thể ra chiêu được với nó luôn anh em ơi. Nó ủi luôn con cả con Valentino cũng phải bó tay luôn, không thể nào lụm bông được luôn anh em ơi. Năm không năm luôn rồi anh em ơi, thật đấy. Trận này mình cảm thấy rất là tự tin luôn,
mới vô mình cảm thấy hơi dè trước con Omen luôn á, mà giờ thì mình cảm thấy tự tin lại rồi, xanh quá rồi nên là không có gì phải sợ hết. Rồi bỏ rồi này. Xanh quá, nhiều lúc mình cũng lâu lâu mình cũng hay ảo tưởng sức mạnh, làm có những pha mà đi vào lòng đất đó, giống chắc giống có như pha này quá anh em ơi, cái cấm cho cây xào rồi nó quýnh bốn thằng chết luôn. Cái pha đó mình hơi lỗi tại vì mình chỉ tính nhắc nhứ thôi mà nó lên bốn thằng lượt cấm cho cây xào rồi mình chạy không được luôn. Nếu không có con cây xào của con Omen thì mình thoải mái anh em, mình có tốc hành, mình chạy, mình có anti, mình tăng tốc chạy rồi mình hồi máu nữa, nên là nói chung mình mở combat khá là ok, không sao hết, cũng không phải gì phải sợ mấy con đó hết. Chẳng qua là con Omen đó khó chịu quá thôi. Cuối cùng mình sẽ lên cái rìu làm chậm của mình nữa, tăng cái độ khống chế cho mình nó được trở để đập mặt vô tường luôn em ơi. Hôm cuối thì mình có thể lên rìu làm chậm hoặc là lên giáo thống khổ để chịu đam tốt hơn nha anh em, tùy vào mỗi người muốn phong cách chơi như thế nào thôi, lên cái nào mình cũng được. Tại giờ này mình cũng rất là câu rồi, cũng không sao nữa hả, nữa tính cấm cái xào thung trụ nữa các bạn. Thôi bỏ đi bạn ơi, chép luôn em ơi, có kinh công rồi để hồi tiết không kinh công rồi, tận dụng có kinh công mình nữa. Còn bộ kinh công nên mình cũng ép luôn. Cái này cho nó, cái này như vậy. Co lên. Co lên chúng tôi. Cố gắng sao mà né được bông hoa của co lên là nó sao không còn đủ nội tại để nó luyện bông hoa đấy anh em. Nó luyện trúng là nó nhảy liên tục, rồi nó luyện hụt cái bông hoa là coi như rồi đó, xác định rồi. Ép luôn em ơi. Điện chưa ép được luôn nè. Có kinh công mà không ép được. Tên mình chắc tướng bắn phát một không rồi nên là cũng như mình hơi khó ép lên nha anh em. Tới công chuyện đi. Tính chết luôn anh em ơi, nên là cái lượng hồi máu mình nó khá là cao luôn. Mình địch chết 3 rồi, quân ta chết 2. Vậy là mình vẫn còn lời, tay mình vẫn còn lợi thế hơn tay mạng nha anh em, cố gắng đẩy luôn cái này lên. Bạn này sung quá giờ cái kết là bỏ mạng ra nè, mình tranh thủ đẩy lẻ thôi, đẩy cái lính cao lên để tạo áp lực cho tay mạng, tay mạng sẽ không có dám ra khỏi trụ luôn em ơi, nó phải đứng miễn phủ lại cái trụ chứ đâu phải ra được, đi xa quá là chết liền, chết với tay mình đi. Tại mình đã đẩy được hai cái trụ trên đất rồi. Cái phần trăm thắng bây giờ là cỡ 60% rồi, thoải mái rồi em ơi. Đẩy được trụ là 90% thắng rồi. Trận này cũng hơi khó. Những trận mà thường, những trận mà cuối nếu mình lên giao thủ á, mình sẽ gặp những trận tương đối khó hơn trận bình thường nha. Trận này cũng không khó lắm.
chất tướng ta ra thì nó đi chơi mình chỉ gặp mình chỉ sợ con nhất là con Valentino, con nó chơi rất là khó chịu luôn, con Huy nữa, hai con đó mình nó chịu chơi thì ta ra quýnh không lại luôn anh em ơi, nó chơi hay là mình chơi thế này chơi lại được. Còn là mấy con kia thì không ấy, người đi top gặp đi rừng gặp gì thì ok chơi hết anh em ơi. Ok, chắc mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây luôn anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối clip nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Nếu ai chưa like thì cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Ok, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Aaron SC on the mix. Oh, okay, party people in the house.